we sail a little bit higher. Bốn kỳ ra
bốn chị ra, ca bốn chị ra, bốn chị ra hương lắm xứ dừa. Thương cô ba tên là Bến Tre. Sao thương tôi vậy? Chị trồng thơm ngón cài, tìm đâu đánh liễu ba chi. Nhớ thương người ta, sao không về đây ghé thăm cái quê nhà. Bốn mươi ba, bốn mươi ba, ca bốn mươi ba, bốn mươi ba, bốn mươi ba, số gì ra? Số gì đây, số gì ra, số gì ra. Ê, ê, nhỏ, nhỏ. Nhỏ giữa cột, con số một, con số một, con số một, con số một, con số một. Mấy gì ra, mấy gì ra. Mượn gì ra, mượn gì ra, mượn gì ra. Kiếp này là đâu? Kiếp sau là đâu? Và 11 chúng ta đã có chủ nhân may mắn nha. Ẩn ơi, Ẩn bỏ xài nhiều trời vô ơi, 11 bỏ xài nhiều vô. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với dòng lời đặc biệt đầu tiên là mua một vé tặng một vé, và vé tặng chúng ta giữ lại dòng lời cuối cùng nhận qua tặng phẩm gấp đôi là hai con gấu siêu to khổng lồ. Và đặc biệt vòng lời này là 20.000 đồng giá tiền thay đổi tí xíu nha, và chúng ta thường nhận qua tặng phẩm gấp đôi. À xin lỗi, tặng phẩm là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Gà lông má trời bá đi. Giá kêu là 884, tặng là vé màu vàng. Con số vừa kêu là con số số mấy? 11. 11. Dạ có 1. Số 1. Dạ có 2. 43. 43 có 3. 57. Dạ có 4. Chủ nhân đầu tiên hợp đề chủ nhân thứ 2. 8, 9, 3, 11. Dạ có. Số 1. Có. 43. Có luôn. 57. Dạ. Và dòng loại này chúng ta có 2 chủ nhân. Quy lực, tặng phẩm chi đều. Tặng phẩm là mỗi người là một con gấu nhỏ. Quay. Rồi quay số đều đều giùm em nha. Đó, mỗi người giùm em một con số. Ai số lớn nhất nhận qua phần quà lớn nhất. Và kể từ chương trình ca nhạc đặc biệt vào tuần sau, thứ tư hàng tuần, chúng ta có chương trình hát với nhau tại sân khấu này. Chúng ta đến ủng hộ cho đoàn, chúng ta giao lưu cùng với hai thành viên được thay đổi luân phiên, được chào đón tất cả các bác anh chị mình với chương trình ca nhạc hát với nhau. Vào tối thứ tư hàng tuần từ lúc 7 giờ cho tới 9 giờ nha anh chị nha. Và chúng ta nhớ ai ở gần thì chúng ta nhớ đến đây để cùng tham gia và tham dự. Và dòng loại đặc biệt đầu tiên chúng ta nhớ ủng hộ nha. Nhận qua tặng phẩm đó là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Bên trên chúng em đã phát hành ra hai tờ vé ha. Một cái màu màu hồng rất to. Thì mình dòi dòng loại này cho quý vị nha. Chế trong con rồi quả ơi hương quả. Rồi trong đây nè. Và vòng loại này, vòng loại đầu tiên của vòng loại đặc biệt, một chiếc vé là 20.000 đồng. Và khán giả mình nhận cho bên chính em một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Chế ở trên, đâu rồi? Ai còn vé lên trên nè. Chị Thanh ơi còn vé không chị? Quả ơi quả, lên trên là quả ơi. Hết vé rồi. Hết vé rồi hả? Hết vé rồi. Rồi khán giả lưu ý giùm em giờ tờ vé màu hồng, tờ vé màu vàng giữ lại đến cuối chương trình hẳn giờ nha khán giả ơi. Vé là kìa. Tại trên trên luôn là tại tại. Rồi một lần nữa ngay từ bây giờ khán giả có vé rồi, tập trung dành sáng chuẩn bị cho số dòng lời này. Bên gốc cây luôn. Bên gốc cây. Tài ơi tài, Nguyễn tài. Gốc cây lên trên là tài ơi tài. Rồi ai chưa vé thêm nữa giùm em bà con ơi. Ba phong loại này là phong loại đặc biệt, cho nên chúng chị mình dò từ lần ha, có chúng chị mình dò ai dò không về đi, cứ đưa ngón tay lên để cho chúng em dò số lại nha quý vị nha. Và Thảo Nhi cũng như là Lê Cầu chúc quý vị mình dò loại này thật nhiều may mắn. Khán giả mình lưu ý những phong loại vừa qua rồi, khán giả mình hãy dò vé những tờ lô vé, khán giả mình đừng vứt bỏ đi, hãy giữ lại. Và khán giả mình lấy cây quýt hoặc là bột phấn ghi rõ họ và tên, khán giả mình để ở một bên. Ghi rõ họ và tên và số điện thoại luôn nha quý vị nha. Lưu ý. Còn ai mua không khán giả ơi? Một lần nữa đưa ngón tay ngón tay vàng cao lên đi hả? Rồi, ngay từ giây phút này cô chú anh chị mình ai có nhu cầu mua vé nhấc nhẹ một ngón tay lên nói ha. Để bên trên bên cần thấy được để điều động tất cả nhân viên đến để phục vụ cô chú anh chị mình quay nổi tầng vé luôn quý vị ơi. Rồi còn ai nữa không khán giả ơi, lưu ý giùm em. Chỉ có hai dòng là đặc biệt thôi. Nên người khán giả mình tranh thủ đi tổ qua một chương trình Samsung Galaxy A20.